Nam mô Bổn
A Di Đà Phật. Hôm nay tôi rất lấy làm hoan hỷ có được cái nhân duyên để về thăm chùa Viên Minh tại thành phố Saint Louis này. Tôi thì suốt 10 năm nay liên tiếp năm nào cũng có qua xứ Mỹ này một tháng mỗi năm, nhưng mà lần thứ 10 qua Mỹ thì mới được cái cơ duyên để đến thăm chùa Viên Minh để lần đầu. Thì kể cái công đức mà tạo cái nhân duyên đó, đó thì phải nói là anh Nhật đang quay phim đó, ở thành phố Oklahoma City cũng như anh Kiệt ở đây mà tôi chưa có dịp được gặp mặt, là đã tạo cho tôi có cái nhân duyên được đến thăm chùa Viên Minh này để gieo cái nhân duyên Phật pháp đến với tất cả quý Phật tử. Thì như chúng ta biết, có một cái nhân duyên nào ở đời này quý báu hơn được cái nhân duyên Phật pháp? Tất cả chúng ta đây người nào cũng có nhân duyên với nhau, nên mỗi người có một cái nhân duyên riêng, nhân duyên lẫn với nhau, nhân duyên với người này với người kia. Nhưng nếu mình ra tâm mà xem xét thì chỉ có cái nhân duyên với Phật pháp, nhân duyên đó là nhân duyên ăn ổn nhất. Còn những cái nhân duyên khác đó, thì mình thấy nó đều có vui, có buồn, có phước, có họa ở trong hết. Cái nhân duyên nào cũng vậy, cũng đều có buồn vui, thương ghét, phiền não. Là bởi vì có người ta khi mà mình kết tạo những cái nhân duyên với nhau, trong đó những cái nhân duyên mình kết tạo với nhau nó bằng cái tình cảm, tức là bằng cái sự thương ghét, luôn luôn như vậy. Mình ví dụ như là mình nói là mình có nhân duyên với người nào đó, mình gặp gỡ người nào đó, có những người bạn qua đường thôi, thì những nhân duyên đó mình không có khởi cái tâm. Chẳng hạn như bây giờ mình thấy một người Mỹ đi thoáng ngang qua, mình không hề có một cái cảm thọ gì hết, tức là mình không hề có cái tình cảm gì dâng lên. Mình cũng có cái nhân duyên gần họ hay là chơi thân với họ, nó ví dụ vậy. Rất nhiều người, không phải chỉ người Mỹ mà ngay mình bên Việt Nam cũng vậy, có rất đông người mình thấy họ thoáng qua, thấy họ ngang qua, nhưng mà mình không có cái nhân duyên nào với họ. Trong Phật pháp được bảo là không có nhân duyên gì nhiều, tức là cho nên không có thân, không có gần, không có gần gũi, không có thân cận. Thế thì những người mà khi mình gần gũi và thân cận với nhau là chứng tỏ mình có cái nhân duyên. Nhưng mà nhân duyên rõ ràng mình có hai mặt, một mặt là thương và một mặt là ghét, mình thấy rõ như vậy. Thế thì con người ta gieo nhân duyên với nhau bằng cái tình cảm, tức là bằng cái sự thương và ghét. Thì ghét cũng là một cái nhân duyên trói buộc với nhau, mà thương cũng là một cái nhân duyên trói buộc với nhau. Nhiều khi thương nhau mà tìm đến nhau, mà nhiều khi ghét nhau mà tìm đến nhau. Có khi người nào người ta ghét ai quá thì người ta đi theo để người ta hại, người ta báo, cho nên người ta cũng đi theo. Vì vậy người ta chỉ kết nhân duyên nhau bằng cái tình cảm mà nó sinh cái thương ghét. Và cái thương cái ghét đó tụ chung nó đều là một cái phiền não lớn của mình trong cái đời sống này. Tại vì mình ghét ai mình cũng phiền não lắm. Khi cái tâm của mình nó ghét người nào thì cái lòng mình nó không có yên, mình bứt rứt khó chịu, mình hấp hực thì tâm mình không có yên, cho nên phiền não. Và ngược lại khi mình bị một người nào ghét, mình cũng không yên được với người đó. Và khi mình thương ai thì lòng mình cũng dễ phiền não với người mà mình thương lắm. Tại mình thương ai thì mình dễ lo âu, mình dễ lo âu cho người đó, cho nên mình cũng dễ phiền não. Và ngược lại, mình người nào người ta thương mình cũng phiền não với cái thương đó nữa, chứ không hẳn rằng là mình hoàn toàn được thương, đó là sự hạnh phúc. Cho nên đôi khi con cái nó cũng phiền não cha mẹ, là do vì cha mẹ thương con cái quá, con cái cũng hay bực dọc với cái thương, cái lo của cha mẹ. Hoặc giả rằng là nhiều khi
người ta có thể phiền não vì cái thương của người khác đối với người ta. Cho nên tự chung thì như mình biết, nhân duyên nó cột con người ta nó bằng cái khía cạnh tình cảm, mà bằng khía cạnh tình cảm thì không qua hai yếu tố thương và ghét, và thương và ghét lúc nào cũng đem đến phiền não. Cho nên trong cuộc sống của mình, bất cứ những cái nhân duyên gì mình gieo ra nó cũng không ngoài những cái lệ đó, mà không ngoài lệ đó, cho nên đều có vui và đều có buồn và đều có nhuốm phiền não ở trong. Chỉ có một cái nhân duyên an lạc nhất, đó là cái nhân duyên đối với Phật pháp. Đối với Phật pháp đây là nói quá tổng quát đi, Phật pháp đây là thế nào là nhân duyên đối với Phật pháp. Chẳng hạn mình đi chùa, hay chẳng hạn mình tụng kinh, hay chẳng hạn mình in kinh ấn tống, mấy thứ như vậy mình đều có thể nói là đối với Phật pháp. Nhưng nó chưa hẳn. Phật pháp tượng trưng cho cái gì? Phật pháp chưa có hẳn là tượng trưng cho những cái như vậy thôi, mà Phật pháp tượng trưng cho cái tinh thần của những sự việc đó. Những sự việc đó không quan trọng bằng cái tinh thần của nó, của những cái công việc đó. Cái tinh thần tụng kinh, cái tinh thần nghe pháp, cái tinh thần ấn tống, cái tinh thần xây chùa, cần cái tinh thần đó hơn là cần cái hành động. Nếu cái hành động có mà cái tinh thần thiếu á, thì cái hành động đó cũng không phải đúng nghĩa là Phật sự, tức là đúng nghĩa là Phật pháp. Mà phải rất cần tới cái tinh thần như thế nào khi làm cái chuyện đó. Cho nên chẳng hạn như cũng có thể một hành động rất là mềm dịu, hiền hòa đối với mình, nhưng nếu tinh thần trong đó là một cái tinh thần xấu, thì cái hành động đó chỉ là một hành động hại mình thôi. Bằng những cái lời ngọt ngào hoặc những cái lời gì đó, khi một người nào người ta muốn lường gạt ai thì người ta phải sử dụng những cái ngọt ngào dịu dàng đó. Cho nên những cái dịu dàng và ngọt ngào nó trở thành vô giá trị và nó trở thành ác, là bởi cái tinh thần khi thực hiện cái việc đó có xấu. Cho nên người Phật tử mình phải ra tâm và xem xét và nghĩ rằng là cái tinh thần nào nó mới tạo cho mình một cái hành động thuần túy tốt. Và như vậy hành động đó, từ tinh thần cho đến hành động, cả hai cái, từ ý nghĩ cho đến hành động, cả hai cái đó nó đều thuần thiện, thì hành động đó nó là chân chính thiện. Thì hành động nó rất là chân chính, và hành động nó vì nó chân chính như vậy cho nên cái kết quả mình được một cái sự chân chính. Cho nên người ta thường nói rằng là đắc được chính quả, tức là Phật quả. Mà muốn đắc được chính quả thì tất nhiên phải cần tới chính nhân, phải cần tới chính nhân rồi. Tại vì nếu nhân không chính thì quả không thể chính được. Vậy thì Đức Phật đắc được chính quả, tức là Đức Phật phải tu cái chính nhân. Và cái chính nhân đó là cái nhân đó như thế nào gọi là chính nhân? Nhân đó là từ ba nghiệp thân, ngữ và ý, hay là từ hai phần tinh thần cũng như tư tưởng cũng như hành động đều hợp nhất và đều thuần thiện. Cho nên nếu mình làm việc thiện mà tâm không thiện thì việc thiện đó trở thành bất thiện. Vì như vậy mà như thế nào gọi là làm việc thiện với một tâm thiện? Chẳng hạn bây giờ mình cúng chùa, mình in kinh, mình xây chùa, mình tụng kinh, mình nghe đạo, việc làm đó có vẻ thiện rồi đấy, nhưng mà còn cái tinh thần cũng phải cho nó thiện nữa. Và tinh thần là thế nào là thiện? Tinh thần thế nào là thiện? Là cái tinh thần đó khi nào cũng phải nghĩ đến cho mọi người, thì tinh thần đó mới là tinh thần thiện. Còn cái tinh thần nào mà khi nào cũng chỉ lo nghĩ cho mình thôi, thì dĩ nhiên tinh thần đó không thể nói là thiện được. Ở đời này không thể nào mà mình nói rằng là tôi chuyên môn làm việc thiện, bởi vì tôi chuyên môn lo cho tôi hay lo cho gia đình tôi. Cái gì mà dính tới tôi thì cái đó nó không có được gọi là thiện. Mà cái gì phải dính tới người, cái đó mới thiện. Tôi và người, tôi và thiên hạ. Và cái điều gì mà tôi nghĩ cho thiên hạ, tôi làm cho thiên hạ, cái đó mới được gọi là thiện, gọi là tốt. Vì như thế cho nên khi mà tôi muốn cho tôi có một cái tinh thần thiện, thì cái tinh thần đó của tôi trong đạo Phật gọi là sự phát Bồ Đề Tâm, tức là sự phát tâm. Phát tâm đây, phát Bồ Đề Tâm, mình đi chùa mình thường nghe nói cái câu rằng là thôi thì bác phát Bồ Đề Tâm cúng chùa đi, hay là thôi thì cô phát Bồ Đề Tâm làm công quả đi. Mình cứ nghe như vậy. Thì cái phát Bồ Đề Tâm đó chính là cái tâm
cầu thành Phật đạo và cứu độ chúng sinh. Nghĩa là Đức Phật trong suốt cái đời sống của Ngài, mọi cái ý nghĩ của Ngài là nghĩ cho chúng sinh, mọi việc làm của Ngài là làm cho chúng sinh, nghĩa là làm cho thiên hạ chứ không phải làm cho Ngài. Chính vì vậy mà khi mình tụng kinh, mình chỉ để ý thôi, mình để ý một cái chi tiết. Trong khi mình tụng kinh, mình thấy ngay lúc nào cũng đương nguyện chúng sinh, tức là cầu chúng sinh. Mà không có đương nguyện cho Ngài hay là đương nguyện cho một mình thôi, mà khi nào cũng cầu cho chúng sinh hết, nhất từ quy Phật đương nguyện chúng sinh, và từ quy Pháp cũng đương nguyện chúng sinh. Mà nếu mình trong nữa thì cũng không quên phần chúng sinh, là ngã đành giữ chúng sinh giai cộng thành Phật đạo. Khi nào cũng vậy, khi nào cũng không thể nào thiếu cái chữ chúng sinh ở trong, mình tụng kinh thôi. Khi nào cũng vậy, mình hồi hướng cũng vậy, nguyện cho con và mười phương chúng sinh đều được giác ngộ nhất. Trong tỳ ni cũng vậy, trong tỳ ni là những bài kệ, bài chú để mà mình giữ nhiếp tâm của mình trong mỗi ngày, cũng nhất cái gì cũng có đương nguyện chúng sinh ở trong. Chẳng hạn như là bây giờ mình ngồi tham thiền đi đó, hay là mình đi ngủ đi, hay mình thức dậy đi, nhất cái gì cũng cầu cho chúng sinh. Ví dụ ngồi thiền, chính thân đoan tọa, đương nguyện chúng sinh tọa vừa đi tọa, tâm vô sở trước. Tức là khi mà tôi ngồi ngay ngắn trang nghiêm như vậy, tôi ấp đầu ngồi thiền, thì tôi nguyện cho hết thảy chúng sinh, phải đương nguyện chúng sinh. Tọa Bồ Đề tọa là ngồi ở cái tọa Bồ Đề. Tọa Bồ Đề có hai nghĩa. Một nghĩa là nơi Đức Phật ngồi dưới cội cây Bồ Đề, cho nên cái chỗ Đức Phật ngồi dưới cội cây Bồ Đề người ta gọi là Bồ Đề tọa. Nhưng Bồ Đề tọa, Bồ Đề đây tượng trưng cho sự giác ngộ, cho nên nghĩa là cầu nguyện cho chúng sinh được ngồi ngay nơi chỗ giác ngộ. Nghĩa là cái chỗ mình ngồi là cái chỗ nền tảng để cho mình, để chứa cái thân của mình. Thì cái gì là cái nền tảng của cái thân này của mình và tâm này của mình? Chính là sự giác ngộ. Thì sự giác ngộ nó gọi là Bồ Đề tọa. Tức là nền tảng của thân tâm này của mình chính là sự giác ngộ, thì gọi là ngồi Bồ Đề tọa. Tâm vô sở trước là trong lòng mình không còn có một cái đắm trước gì hết. Đó là cảnh giới của Niết Bàn. Tại vì ở cảnh giới của Niết Bàn là cảnh giới tịch tĩnh, an vui, không còn có một cái tham đắm gì ở thế gian này cả. Cho nên nói là tâm vô sở trước. Hay là chẳng hạn mình đi ngủ, chẳng hạn mình nói dĩ thời tận tức, là đến lúc tôi ngủ nghỉ đương nguyện chúng sinh, là cầu cho tất cả chúng sinh đó. Tâm vô loạn động đó. Thân đắc an ổn, tâm này không có loạn động, thân này được an ổn, cầu cho tất cả chúng sinh như vậy. Nhất mình tụng kinh hay gì mình cũng thấy như vậy. Cho nên Đức Phật với cái giáo lý của Ngài nó không có một cái gì khác hơn như tinh thần Kinh Pháp Hoa mà nói đấy, Đức Phật ra đời hôm nay đây, ngày Phật đản, ngày ra đời đây không ngoài một mục đích, tức là khai thị chúng sinh ngộ nhập Phật chỉ kiến, là làm thế nào mở bày cho tất cả chúng sinh, chúng sinh lại cũng một lần nữa chúng sinh. Đức Phật khi nào cũng vậy, tất cả cho mọi người, mở bày cho tất cả chúng ta, cho tất cả các loài được cái trí tuệ của Phật. Đó là mục đích ngày hôm nay Ngài ra đời. Mà nhờ Ngài ra đời với mục đích làm sao cho tất cả mọi người chúng ta có trí tuệ để được an lạc, để được giải thoát. Chính vì vậy chúng ta mới kỷ niệm Ngài. Chứ nếu Ngài ra đời mà Ngài bảo là ta ra đời để cho chúng sinh thờ phượng ta, thì quả tình Đức Phật không xứng đáng cho mình thờ. Tại Ngài bị kỳ quá, mà Ngài ích kỳ quá thì mình đâu có được lợi. Mình không thể nào có một cái lợi ích gì khi mình ở cạnh một người họ chỉ nghĩ cho họ, mình thể nào được lợi. Cho nên dù cho mình có phò tá một tay bảo chúa đi chăng nữa, tuy là mình có thể được một chút quyền tước nào đó, nhưng cái đó vẫn chưa phải là hạnh phúc tối thắng. Bởi vì mình vẫn bị sợ sệt, mình vẫn bị một cái đe dọa ở bên trên chùm xuống mình. Mình sống trong sự sợ sệt, trong sự cẩn thận. Còn với Đức Phật, mình sống một cách thoải mái vô cùng. Như một người Phật tử đi chùa làm công quả, gặp nhiều cái sự phiền não quá, mới tìm đến một vị hòa thượng có trí tuệ vô song, và hỏi vị hòa thượng đầy trí tuệ đó là bạch hòa thượng. Hòa thượng là người có trí tuệ vô cùng, và hòa thượng
bày cho con cách nào á mà con sống làm sao cho anh ấy đều hài lòng con, mà con sống làm sao cho hài lòng tất cả mọi người và mọi người đều vui vẻ. Hòa thượng bảo tôi không biết cách đó. Thì vì cư sĩ mới bảo hòa thượng tu hành trí tuệ như vậy mà không biết cách làm sao cho vừa lòng hết cả mọi người sao? Hòa thượng cũng không, tại vì tôi đâu có bao giờ ở chung với mọi người. Vì cư sĩ bảo vậy thì hòa thượng ở với ai? Bảo, tôi ở với Phật không à, xưa nay tôi ở toàn với Phật không à? Và tôi ở với Phật tôi thoải mái lắm, tôi ở sao cũng được hết, Phật hoan hỷ hết. Còn ở với mọi người cho nên vừa lòng người này thì bị người kia, tại vì người nào cũng theo cái ý của mình cả, người nào cũng muốn mọi người phải theo ý của mình, mà ai cũng muốn như vậy, cho nên ai cũng bị phiền não, ai cũng tự phiền não và ai cũng bị phiền não. Tự phiền não là tại sao? Là tại vì mình muốn thiên hạ vừa ý mình, mà thiên hạ không vừa ý mình cho nên mình tự phiền não, mình không được vừa lòng, mình phải buồn, mình phải giận. Một chuyện. Cái thứ hai, vì mình cứ muốn người khác như ý mình cho nên mình bắt người ta phải giống mình, thì mỗi người cũng giống như một tay độc tài vậy đó. Thì cái người kia sống dưới ách độc tài kẻ khác thì làm sao mà được hạnh phúc, làm sao được sung sướng. Mà người nào cũng muốn người kia là phải hệt như tôi muốn như thế đó, là phải làm như thế đó, là phải theo tôi. Cho nên cái người kia bị bắt buộc như vậy thì người kia tất nhiên phải buồn phiền, và nếu người kia cưỡng lại thì mình buồn phiền. Cho nên một là thiên hạ phiền, hai là mình phiền. Nếu thiên hạ chịu cái phiền là phải theo mình thì mình được sướng, mà nếu thiên hạ cưỡng lại, thiên hạ làm theo ý thiên hạ để thiên hạ được khỏi phiền thì mình phải phiền. Bởi vì như vậy cho nên những cái nhân duyên đó sống của thế gian này, nếu người này không phiền thì người kia phiền, bởi lẽ như vậy. Nhưng riêng Đức Phật không khi nào nghĩ cho bản thân mình, và Đức Phật khi nào cũng nghĩ cho thiên hạ. Và chính cái mà làm thế nào cho mình sống ở giữa mọi người mà mình không bị phiền, thì chỉ có cách, một là toàn thể thiên hạ thành Phật như vị thiền sư kia nói, hai là chính mình thành Phật. Khi chính mình thành Phật rồi thì mình có một cái sức vô song. Đức Phật không bao giờ phiền não hết, cho nên mình xem hết trong ba tạng kinh điển của Đức Phật, mình tìm không ra một chữ Đức Phật nổi giận như Thượng Đế Vẫn Hằng nổi giận. Mình thấy rằng là quyển Bible hay là quyển Thánh Kinh có một thôi, quyển Koran của Hồi giáo có một quyển thôi, Tứ Bệ Đà của Bà La Môn giáo chỉ có 4 quyển thôi, riêng đến Đạo Phật 100 cuốn dày như vậy. Đức Phật nói 12 tạng kinh điển như vậy, mà tìm suốt trong 12 tạng kinh điển mình chưa từng thấy một chữ Đức Phật nổi giận và trừng phạt chúng sinh, chưa bao giờ. Mà chỉ nghe Đức Phật nói rằng là nếu ta không vào địa ngục thì còn ai vào nữa. Chính vì vậy khi mình tu tịnh độ, mà chư Tổ bảo mình tu tịnh độ là cầu về vãng sinh. Nhưng có nhiều người lầm tưởng và cho là tu tịnh độ, tịnh độ cũng giống như thiên đường. Không phải đâu, khác xa lắm. Thiên đường á là mình cầu cho mình, tịnh độ là mình cầu cho người, khác nhau chỗ đó. Và cao thượng hơn chính cái tư tưởng cầu cho người. Thiên đường là mình cầu sao cho mình được về thiên đường dưới sự che chở của Thượng Đế, mình sẽ sống một cách hạnh phúc nhưng cho mình thôi. Và khi mình về tới thiên đường dưới sự che chở của Thượng Đế, và mình phải phụ thuộc vào Thượng Đế thì làm thế nào mình giúp ai được. Nhưng tịnh độ thì khác. Tịnh độ, về tịnh độ không phải là được dưới sự che chở của Đức Phật Di Đà hay là Đức Phật Dược Sư, mà về tịnh độ đó là về vì làm sao Na Kim chính niệm vì Bồ Đề Đạo cầu sinh tịnh độ. Con này chính niệm vì thành đạo Bồ Đề, vì giác ngộ cho nên mới về tịnh độ. Mà khi giác ngộ rồi thì mình có thể độ tận chúng sinh, cho nên nó khác nhau. Về tịnh độ đó là để làm thế nào cho mình giác ngộ, và giác ngộ để cứu độ chúng sinh, chứ không phải giác ngộ để được người ta thờ. Mà giác ngộ chính đó là để cứu độ chúng sinh. Đức Phật chủ trương rằng là với từ bi mới có hạnh phúc, còn với cái thương và ghét của thế gian này không thể đem đến hạnh phúc, mà đem đến phiền não không thôi, như hồi nãy chúng ta đã nghe. Mà chỉ từ bi mới đem đến hạnh phúc thôi. Nghĩa là bao giờ mà mình khai mở được cái từ bi ở trong mình thì mình mới hạnh phúc. Thói thường đây mà quý bác
các anh chị em ở đây chắc thường tụng kinh Pháp Hoa và thường nghe trong kinh Pháp Hoa có cái thí dụ ông trưởng giả đi xa bỏ cái viên ngọc báu ở trong chéo áo của cậu con trai. Cậu con trai này lúc đó say rượu ngủ và khi dậy không biết là trong chéo áo của mình có viên ngọc báu, cho nên không có tiền bạc gì, sống vất vưởng lang thang nghèo đói khổ sở, đi làm kiếm từng đồng từng cắc, làm công cho người này để lấy từng cắc, làm công cho người kia để lấy từng cắc, thâu thập nhiều cắc như vậy để mà nuôi sống cái thân mình mà quên đi mình có cái chân bảo vô giá. Cái đó ví dụ cho gì vậy? Trí tuệ và từ bi của mình. Mình đây cũng thế, mình đi mình phải xin người này một chút tình thương, xin người kia một chút tình thương, xin mỗi người một chút tình thương để làm cái gì? Để làm cái hạnh phúc cho mình. Càng nhiều người thương mình chừng nào mình càng cảm thấy hạnh phúc chừng đấy. Cũng giống như gã cung tử đi xin tiền làm mướn lấy tí đồng về để nuôi thân mình mà không ngờ mình là triệu phú mà không hay. Đây cũng thế, mình đâu có thiếu tình thương mà phải đi xin xỏ, và ngược lại mình có cả khối tình thương để cho ra mà không hết. Thay vì mình xin mỗi người một chút tình thương, gom góp một chút tình thương đó về làm hạnh phúc cho mình, mà hạnh phúc nó mong manh lắm. Bởi lẽ mình xin của người ta cho mình, người ta cho một phần thôi, một cái phần tình thương. Ai cũng để dành cái tình thương cho họ, họ chỉ cho mình một chút thôi. Và họ cho được thì họ lấy lại được. Cho nên khi họ cho mình, họ thương mình thì mình hạnh phúc, và khi họ không thương nữa thì mình đau khổ. Như vậy hạnh phúc của mình nằm trong tay của họ, và như vậy thật là đau khổ và thật là bất hạnh, bất hạnh cho mình vô cùng. Khi hạnh phúc của mình trong tay kẻ khác, mình phải lệ thuộc 100%. Và thôi đời mình cứ cảm thấy là nếu mình thiếu tình thương đó thì đời mình không có hạnh phúc. Nhưng tình thương của mình, mở lòng mình ra mà phân phát tình thương coi, coi tình thương của mình có nhiều hơn cái tình thương mình nhận được không? Nhiều hơn nhiều lắm. Mà trái lại, nếu mình mở lòng mình phân phát tình thương ra thì ngược lại hạnh phúc thiên hạ lại trở ngược, lại nằm trong tay của mình, tại chính mình là người cho. Và khi mình cho ra thì khi nào mình cũng được cái sự an lạc hơn là mình thọ nhận. Mình thọ nhận thì mình hạnh phúc trong một sự lo âu phập phồng sợ mất, mà mình cho ra thì mình hạnh phúc một cách vững chắc. Và người nào nghĩ tới thiên hạ nhiều chừng nào á thì người đó được cái hạnh phúc lớn, là người đó an lạc chừng đấy, người đó sung sướng chừng đấy. Cho nên mình thấy ở cuộc đời này người ta chịu đựng nhau không có nổi, người ta chịu đựng nhau nổi thì dù người ta nói là người này chướng lắm, người kia chướng lắm, người này người ta làm tôi buồn, người kia người ta nói nặng tôi, người kia người ta nói nhẹ tôi, và cái gì cũng bởi vì tôi cả, cho nên tôi mới phiền não. Tức là người ta làm tôi không vừa ý cho nên tôi phiền não. Nhưng mà trái lại, đó là tại vì khi nào mình không nghĩ cho mình, bây giờ ngược lại mình nghĩ cho thiên hạ thì tự nhiên cái tâm ích kỷ nó hết, thì tự nhiên mình không có nghĩ như vậy nữa. Mình không nghĩ là người kia người ta không có chịu làm gì cho tôi, mà mình chỉ nghĩ như vậy, mình phải tìm cái cách nào mình giúp người này, mình phải tìm cách nào mình giúp người kia. Và khi mình mải suy nghĩ như vậy thì mình không còn suy nghĩ chuyện mà người kia có làm gì cho mình không. Và chính nhờ như vậy thì cái tâm ích kỷ của mình nó bị diệt, và cái tâm từ của mình nó mở rộng. Và khi cái tâm từ của mình nó mở rộng thì mình có sức chịu đựng được tất cả những cái phiền não và cái chướng, cái xấu của mọi người xung quanh. Và lúc đó mình có một sức mạnh vô song, mình chịu đựng được hết. Cũng giống như người mẹ chịu đựng con cái vậy. Người mẹ chịu được con cái mà con cái không chịu nổi người mẹ, con cái dễ bất bình người mẹ lắm, dễ giận mẹ lắm. Nhưng người mẹ khó giận người con lắm, khó bất bình.